Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, củ đậu là một loại thực phẩm rất quen thuộc đối với chúng ta trong những ngày hè. Chúng ta cùng tìm hiểu về tác dụng tuyệt vời của loại củ này trong chương trình hôm nay. Thông tin được tham khảo trên trang báo điện tử dân trí.com. Củ đậu giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt, người ta có thể ăn sống cũng như dùng củ đậu chế biến các món ăn. Loại củ này giàu dinh dưỡng vì chứa lượng rất lớn vitamin C, ngoài ra còn có folate, vitamin A, E, K cũng như kali. Inulin trong củ đậu là một chất vô cùng quan trọng đối với hệ tiêu hóa, sức đề kháng. Nó đóng vai trò thiết yếu trong cơ thể chúng ta. Chất này thường có nhiều trong rau củ quả, được biết đến với khả năng chữa lành bất kỳ vấn đề tiêu hóa nào mà bạn phải đối mặt. Củ đậu chứa một lượng inulin phong phú và chất xơ, trong khi inulin giúp chữa viêm dạ dày thì chất xơ giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng còn lại bên trong ruột để cơ thể hưởng lợi từ đó. Củ đậu giúp giảm cholesterol và làm sáng da. Chất xơ trong củ đậu ngăn ngừa đường ruột hấp thụ quá nhiều cholesterol, từ đó lượng cholesterol dư thừa sẽ thoát ra khỏi cơ thể qua bài tiết. Củ đậu còn giúp ngăn chặn táo bón cũng như do chứa nhiều chất xơ. Làm sáng da, Y học cổ đại Trung Quốc khuyên nên dùng củ đậu dưỡng da. Củ đậu chứa nhiều vitamin C giúp trẻ hóa cơ thể. Ngoài ra bạn có thể trộn củ đậu với nghệ để xóa sẹo. Ổn định đường trong máu và tăng cường hệ miễn dịch, củ đậu có lẽ là một trong những phương thuốc tốt nhất chữa trị tình trạng lượng đường máu không ổn định, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Inulin có trong củ đậu hầu như không có calo nhưng lại có thể đáp ứng nhu cầu đường cần thiết cho cơ thể. Tăng cường hệ miễn dịch, củ đậu là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, nghĩa là giúp chữa lành các tế bào và mô trong cơ thể, cũng như tăng cường hệ miễn dịch. Củ đậu giúp kháng khuẩn tốt và giúp ngăn ngừa ung thư. Củ đậu chứa vitamin B6, vitamin hỗ trợ não bộ khỏe mạnh và giúp cơ thể phá vỡ liên kết protein thành năng lượng sử dụng được. B6 cũng hỗ trợ chức năng thần kinh, giúp hình thành các tế bào máu đỏ và giúp tổng hợp các kháng thể chống lại virus, vi khuẩn bên ngoài và bên trong cơ thể. Giúp ngăn ngừa ung thư, sự hiện diện của chất chống oxy hóa có trong củ đậu là chìa khóa để chống lại các gốc tự do, nguyên nhân dẫn được tới sự hình thành tế bào ung thư. Tác dụng của củ đậu với sức khỏe của mẹ bầu trong giai đoạn mang thai, bệnh trĩ là nỗi ám ảnh của mẹ bầu. Để phòng tránh căn bệnh này, mẹ bầu nên thường xuyên ăn củ đậu sẽ giúp hệ tiêu hóa ổn định vì trong củ đậu giàu chất xơ, có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt. Đồng thời thành phần chất chống oxy hóa và kháng viêm cao trong củ đậu cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn và khó thở. Hạt củ đậu có thể gây ngộ độc dù phần củ rất tốt nhưng trong hạt có chứa thành phần độc rotenone không ăn được, dùng để sản xuất thuốc trừ sâu và những bệnh ngoài da như ghẻ lở. Vì vậy khi ăn phải hạt củ đậu, bệnh nhân sẽ có biểu hiện ngộ độc từ phút thứ 5 tới 40. Triệu chứng có thể tiến triển nhanh và nặng, có thể tử vong trong thời gian từ 2 đến 5 giờ. Biểu hiện ngộ độc hạt củ đậu bao gồm đau bụng, nôn, tăng tiết nước bọt, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng sụt bất thường, thậm chí ngừng tuần hoàn trong cơ thể diễn ra rất nhanh, đồng tử giãn, Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là những thông tin liên quan tới căn bệnh cúm AH1N1, căn bệnh đang gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng thời gian này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.